thành phố về dự và đứng tiến lễ. Những giọt nước mắt ngày chia tay khiến buổi lễ giao nhận quân năm 2019 tại công viên Lê Duẩn của thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị sáng 21 tháng 2 năm 2019 thêm phần xúc động. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, năm nay tỉnh đã đảm bảo đúng chỉ tiêu 1.000 quân nhân lên đường nhập ngũ. Trong số này có 35 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, 32 tân binh là đảng viên và có 6 tân binh đã có gia đình. Vào sáng cùng ngày tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã tổ chức lễ bàn giao quân nhân nhập ngũ năm 2019. Cùng thời điểm này, ở tất cả 10 huyện thị của Bình Thuận cũng đồng loạt giao quân cho các đơn vị nhận quân. Trong số 1.300 thanh niên được lệnh nhập ngũ, có 34 thanh niên đã được kết nạp đảng, có 357 thanh niên viết đơn tình nguyện tòng quân. Trong đó, có 27 thanh niên nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, 77 thanh niên đã có bằng cao đẳng. Trong khi đó, đồng loạt 11 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Năm 2019, toàn tỉnh Bình Phước có 1.000 thanh niên nhập ngũ. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được đánh giá cao hơn năm trước với 45 đảng viên, 40 trình độ đại học, 59 cao đẳng, 217 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tuổi từ 18 đến 20 chiếm 65,3%.